Đây anh thấy cái con này, cái lồng nó trắng trắng, con này trống nhá, con này to con, hai con nhỏ chút, hai con nhỏ. Ok, xin chào anh em nhé. Nay nó mưa gió quá anh em ạ, không có đi đánh được, với lại nó nay nó thay lồng hết rồi. Còn con chim này con chim bổ anh em ạ. Đụng như nó kêu. Nó kêu vậy thôi nhưng mà nó thay lồng hết rồi. Giờ nó xuống lồng hết rồi anh em ạ, không đi chơi được đâu. Đi là bể. Thì mình bỏ cái con chim bổi nuôi lên á, vô cái đục này để lâu lâu có lấy sắt nó đi chơi thôi. Giờ nó sợ lắm anh em, nó nhát lắm, con này nhát lắm. Có vậy thôi, thấy cái người lạ nó chạy lung tung hết rồi, đường nó thay lồng hết rồi nhỏ. Đây, con này là thay đầu tiên nhất anh em nhé, con này nó gần xong rồi. Đây là cho nó ăn cám không nhé, không cho nó ăn gì thôi, cho nó cám không. Đây nhé. Con này nó ngoan đó. Đấy, con này gần xong rồi, đổ hết lông rồi, bây giờ nó chỉ có để lông nó cứng thôi. Ủa, gầy nhom ha, gầy nhom rồi. Giờ gầy nhom rồi. Con cám này ha. Đấy, cám không nhá. Con này chưa thay này. Con này chưa có thay. Con này đang chuẩn bị thôi, rớt rồi, rớt tả tả rồi. Này cái này mưa gió quá nên là đây, con này nó rớt lông nha anh em thấy không? Rớt rồi, nhà vẫn còn kêu. Con này với con này hai anh em nhé. Cái con này là hai anh em cùng tổ. Con này thay gần anh em thấy không? Nó gần nó xong cơ bản thì nó bóng tối quá anh ạ. Con này vẫn còn kêu. Mổ anh em nuôi thả nó xuống dưới cái cho nó cái lồng á, để cho nó gần sát đất á. Sau này đi đỡ phải tập đánh đất nhiều anh em ạ, chứ còn không có là phải tập đánh cây sau đó mới chuyển đánh đất á. Nó lâu lắm, khó. Còn hai con này nó anh em nhìn thấy không, nhìn nó sơ xác luôn này, đang thay lông, nhìn thấy lông đen nó ra đi không. Mấy con này bị xì hết rồi, toàn là cho nó mình cho nó cám không nhé anh em nhé, cám này thấy không. Đó, hai con này trống hết rồi, nhìn tướng giống trống rồi. Anh em để ý cái lông ức của nó mỏng mỏng á. Đây, đây này, con này thấy không, mỏng này. Con này như thế đấy, nó mỏng này, nhìn mắt nó ấy giá đầu đó là con sống nhá. Hai con này nhỏ, hai này nhỏ chứ, cho mình cho nó ăn cám nó không lớn không được. Đây, cái lồng nó cánh nó trắng trắng nhá, không phải là đột biến đâu, mà nó do bị suy, nó bị suy đó. Thì không em thấy nó cái lồng trắng à. Con này chắc mình để mình tách ra nhá, tách ra hai con một lồng này nó đánh nhau dữ, còn kia nó ở dưới ác, không đánh thế này, tuyệt hết luôn.
thò tay vô mổ đau lắm. Con này kêu rồi, con này nó kêu rồi. Đấy, anh em bảo đây này, nhìn anh em thấy cái lông nó trắng, lông cánh nó trắng đó, đó thấy không? Đó, cái lông nó trắng nó phải, con này kêu rồi, đứa kêu bùm bùm này đang tập kêu, nó mổ đau lắm. Con này, con này trống, con này trống 100%, kêu rồi. Còn con này to con, hai con này nhỏ nha. Để thay xong lông mình chỉ lại anh em chơi nha, chứ anh em mà gọi điện nhắn tin hỏi là mình không có giờ này, chưa có kia được nha, nhìn cái này chưa có bán được nha, bán này ai nhìn trông nó ấy lắm, nó yếu lắm. Thay lông xong là mình để lại cho, còn bên kia mấy con nữa thì nó cũng tình trạng cũng thay lông hết anh em ạ. Con này to lắm, con này chắc là mái quá, con này chắc mái anh em ạ. Mà con này nó ăn cám kém lắm, cả nó ăn cám kém, con này nó yếu. Con này to con, mắt nó đã đỏ đỏ nhưng mà nó cái lông chim non nó vẫn còn, chưa có thay lông. Con này có dấu hiệu thay thôi. Con này thay, con này cũng thay. Này mắt nó đỏ đỏ rồi, cái này chắc là mái, cái mái này, cái này con này bây giờ nó vô phát đi, chuột mình gọi này. Đây con này, con này chắc là, đây anh em xem con này nó to con, mỏ nó to không, nhưng mà cái lông ức nó mỏng này, con này chắc là trống này, mà trống này hay con này nhìn cái mỏ to, đó cái lông ức nó mỏng. Con nhìn cái mỏ nó kia đúng không, còn nó cám không, cái này thế, cái này với cái này nó mỏ giống nhau đó. Mà cái lông ức nó thấy nó mỏng chắc chóng đấy. Để mình ít bữa nó xong lông là mình chia cho anh em nhé, cái nuôi nhiều quá nó ấy lắm anh em ạ, cực lắm, ăn dọn suốt này nó bắt đầu nó sợ. Thôi xin chào anh em nhé, để thay lông con này cũng thay, tất cả đang thay lông mùa đầu nhé, chim 5-6 tháng hết. Chim non 5-6 tháng nha, cho nó cám không thôi, còn sau này nó xong lông là anh em cho nó ăn thịt này kia là nó đẹp chim được. Thôi xin chào anh em nhé.